ba có thay. Đấy, đúng rồi. Đối với yêu cầu của khách hàng, cô biết rõ rồi chứ? Không thành vấn đề. Xong rồi. Tôi đã liên lạc với cán đạo tín nhiệm cô rồi. Để họ trả lời thời gian cô có thể làm việc. Không cần. Ngày đó thì bạn đến chị như vậy, cô tận công việc điều trọn gói, giao việc luôn hiện trường. Tôi tuyệt đối tin tưởng trình độ phục vụ của cô. Có điều khác nghề với cách núi. Có cái lời kính yên dành cho cô để yên tâm hơn. Được, ông muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, có việc mới, hợp đồng còn đắc em chờ thứ bảy này quản lại. Sau khi xác định được thời gian, tôi sẽ báo với cô. Wait. This is my home, lay down. Lay down? Ta-da. Nè, tức là rõ ràng muốn dở trò thôi. Còn nói là việc làm. Tới đây chỉ có con heo chết. Chắc là giận chúng ta những hợp đồng của Dark Angel. Lay down. Còn cười nữa hả? Không ngờ Zero đối với heo cũng giống như đối với người. Một viên đạn đã xử lý nó gọn gàng dứt khoát. Phải rồi, thần tượng Zero của chị là hoàn hảo mà. Không ai là hoàn hảo hết. Lay down. Như thế ra anh cũng có tính rất là hài hước. Lay down. Xác heo cũng là xác. Lay down. Lay down. Good job. Sit. Sit. Whoever sits first gets it. Oh, good job. Sit. Keep it. Lay down. Lay down. Sit. Lay down. Lay down. Lay down. Lay down. Sit. 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 Lay down. Lay down. Lay down. Lay down.